Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ xanh hóa sản xuất hay thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, trong thời gian qua, ngành công thương đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả tài nguyên, nguyên nhiên vật liệu trong quá trình sản xuất công nghiệp, giảm phát thải các chất gây ô nhiễm môi trường, tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường. Ngày 8 tháng 9 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1375 QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường ngành công thương giai đoạn 2020-2025. Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành công thương được xây dựng nhằm đưa ra lộ trình và các ưu tiên thực hiện trong công tác bảo vệ môi trường của ngành, tập trung vào các nội dung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường ngành công thương, ngăn ngừa, kiểm soát các nguồn thải, hạn chế các rủi ro, sự cố môi trường, xử lý các vấn đề môi trường cấp bách trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại, nhận diện các vấn đề môi trường trong giai đoạn tới và phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường nhằm thúc đẩy sản xuất tiêu dùng bền vững. Tại Việt Nam thời gian qua, trong hoạt động sản xuất công nghiệp, Bộ Công Thương đã ban hành các quy định về định mức tiêu hao năng lượng, mức hiệu suất năng lượng tối thiểu cho các ngành công nghiệp, tiêu thụ nhiều năng lượng như thép, hóa chất, bia, nước giải khát, công nghiệp sản xuất giấy, nhựa, đồng thời đẩy mạnh phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng có nguồn gốc nhiên liệu hóa thạch, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và góp phần giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu. Để cụ thể hóa mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, gần đây đoàn công tác của Bộ Công Thương do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương và tập đoàn An Phát Holdings tại cụm công nghiệp An Đồng, Hải Dương. Đây là một trong những đơn vị tiên phong thực hiện định hướng chiến lược ngành công thương, trong đó có việc xây dựng nhà máy nguyên nhiên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn để trở thành nhà cung ứng nguyên liệu xanh trên toàn cầu. An Phát vừa mới triển khai dự án sản xuất những cái nguyên liệu xanh với cái công suất khoảng trên 30.000 tấn sản phẩm một năm. Và đầu ra của nó là vào các thị trường khó tính, đó là Mỹ, là châu Âu và Nhật Bản. Thì có thể nói đây là những cái doanh nghiệp mà có thể nói rất là hiếm hoi mà được tham gia vào trong cái chuỗi sản xuất và cung ứng dịch vụ toàn cầu. Đây cũng là cái ước mơ của các cái doanh nghiệp Việt Nam, của ngành công nghiệp Việt Nam. Thế và từ chỉ một ngành hàng đơn giản là sản xuất cái ly nông màng mỏng phục vụ cho cái tiêu dùng trong nước, thì đến bây giờ đã có tới 6 cái ngành lĩnh vực chủ yếu. Trong đó thì có rất là nhiều cái ngành hàng mà chúng ta đã và đang tham gia vào chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu. Và đặc biệt hơn nữa là những cái sản phẩm của chúng ta là đảm bảo là những cái sản phẩm sạch, là những cái sản phẩm tự tiêu hủy và cũng là những cái sản phẩm mà xu thế tất yếu của xã hội tiến tới. Thì có thể nói là cái đó là cái mà chúng tôi rất là đánh giá cao, cái tầm nhìn cũng như là cái sức bật của An Phát trong thời gian qua. Từ một xí nghiệp nhỏ sản xuất nhựa chủ yếu phục vụ trong nước, đến nay doanh nghiệp này đã phát triển trở thành một tập đoàn lớn với 17 công ty thành viên, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu tại 50 thị trường, thông qua nắm bắt xu thế tất yếu đối với các sản phẩm sạch, tự tiêu hủy và thân thiện với môi trường. Đại diện lãnh đạo tỉnh Hải Dương cho biết, một trong những đột phá về tư duy và chiến lược phát triển của tỉnh trong thời gian tới sẽ là thúc đẩy tăng trưởng xanh. Đây là con đường tất yếu mà Hải Dương muốn tiên phong đi đầu trong cả nước, với vai trò đầu tàu của An Phát Holdings. Tập đoàn An Phát Holdings là một tập đoàn làm về sản xuất, chủ yếu là làm xuất khẩu. Thị trường mà chúng tôi xuất khẩu lớn nhất là thị trường châu Âu với hơn 60% tỷ lệ xuất khẩu. Và cũng nhờ thế mà từ những năm 2014, chúng tôi đã được đồng hành cùng với cả châu Âu trong cái việc chuyển dịch từ các sản phẩm túi ni lông thông thường sang các sản phẩm xanh thân thiện với môi trường. Và để nhằm hạn chế các sản phẩm túi ni lông có hại cho môi trường. Từ đó chúng tôi cũng đã có đầu tư để có thể là thúc đẩy sản xuất các sản phẩm xanh. Chúng tôi đầu tư gồm có hơn 30 nhân sự làm về nghiên cứu phát triển, từ mảng nghiên cứu về thị trường cho đến nghiên cứu về công nghệ và phát triển các sản phẩm để có thể là phát triển và làm chủ được cái công nghệ sản xuất các sản phẩm xanh thân thiện với môi trường. Các chuyên gia kinh tế nhận định, tăng trưởng xanh là nội dung quan trọng của phát triển bền vững và là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ đến bảo vệ môi trường, đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại
nhưng không làm ảnh hưởng đến thế hệ tương lai. Điều này đã và đang được thực hiện và ghi nhận sự chuyển biến tốt tại Việt Nam thời gian qua. Tuy nhiên, sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng trong bối cảnh dịch COVID-19 sẽ vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp trong việc sản xuất, cung ứng hàng hóa theo các tiêu chí xanh, sạch, minh bạch thông tin sản phẩm để thu hút người tiêu dùng. Để hướng tới các mô hình sản xuất xanh, tăng trưởng bền vững, cần có sự nỗ lực từ phía các doanh nghiệp sản xuất, nhà cung cấp cũng như những thay đổi trong thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, rất cần những cơ chế chính sách, chương trình hỗ trợ phù hợp của các cơ quan chức năng, địa phương trong việc khuyến khích các mô hình sản xuất tiêu dùng xanh để thúc đẩy phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam.